IT và Thảo My kính chào quý khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Coop. Như thường lệ, bên cạnh những thông tin cập nhật về thị trường, chương trình phát sóng vào ngày thứ Năm sẽ giới thiệu đến quý khán giả những sản phẩm thời trang làm đẹp mới nhất. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình hôm nay là một tin vui cho quý khán giả đang sinh sống tại tỉnh An Giang. Thưa quý vị, chỉ còn một ngày nữa thôi, siêu thị Co-op thứ 3 tại tỉnh này sẽ chính thức mở cửa đón khách đến tham quan mua sắm. Tương tự các siêu thị Co-op trên cả nước, Co-op Tân Châu sẽ cung cấp đến người tiêu dùng hàng chục ngàn sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, chất lượng cao với giá phải chăng, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ cho đến các sản phẩm thời trang, đồ gia dụng. Nhân dịp khai trương, từ ngày 31 tháng 8 đến 13 tháng 9, siêu thị sẽ áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá cho nhiều mặt hàng. Trong đó có các loại trái cây, rau củ tươi như ổi Đài Loan, chuối, bắp cải có giá dao động chỉ từ 8.000 đến 8.500 đồng một ký. Nhiều sản phẩm đồ điện tử, gia dụng hữu ích như bình đun siêu tốc hay nồi inox cũng được giảm từ 44 đến 50%. Bên cạnh Co-op Long Xuyên, Co-op Châu Đốc thì Co-op Tân Châu cũng chính là điểm phân phối 9 nhóm hàng bình ổn giá và quảng bá hàng Việt đến người dân An Giang và các khu vực lân cận tại miền Tây Nam Bộ. Đồng thời, đây cũng sẽ là cầu nối đưa hàng hóa, đặc sản của tỉnh An Giang nói chung và thị xã Tân Châu nói riêng đến hệ thống siêu thị Co-op trên toàn quốc. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin về thị trường bánh trung thu. Kính thưa quý vị, còn gần một tháng nữa mới đến rằm tháng 8, nhưng thị trường bánh trung thu đã được khởi động từ sớm với các sản phẩm khá đa dạng cả về mẫu mã, hương vị cũng như giá cả. Tuy nhiên, theo ghi nhận, đến thời điểm này, nhu cầu mua bánh trung thu của người tiêu dùng vẫn còn khá thấp. Tương tự những năm trước, các thương hiệu lâu đời đã sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng sản phẩm của dòng bánh trung thu truyền thống. Trong khi đó, các thương hiệu lớn cũng đã mở hàng loạt gian hàng bán bánh trung thu tại nhiều nơi trên cả nước với giá bán tăng khoảng 5% so với năm ngoái, trung bình dao động từ 200 đến 300 ngàn đồng một hộp, có loại lên đến hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, lượng khách mua bánh vẫn còn rất vắng. Nguyên nhân được cho là trên thị trường đã có nhiều cá nhân cơ sở bán bánh trung thu nhỏ lẻ thu hút người tiêu dùng. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của các dòng bánh trung thu được giới thiệu là nhập từ nước ngoài. Nhận thấy là năm nay là bán chậm hơn mọi năm. Mọi năm là phải xếp hàng mới mua được bánh, còn năm nay là không ai phải xếp hàng. Vì tôi nghe nói là trên thị trường nó cũng nhiều bánh lạ, cho nên là nó cũng loãng mức khách đi. Để đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất, tiến hành lấy mẫu tại các cơ sở kinh doanh sản xuất bánh trung thu. Bên cạnh sự tăng cường kiểm tra của lực lượng chức năng, quý khán giả cũng cần cẩn trọng trong việc chọn mua bánh, tuyệt đối không sử dụng sản phẩm không rõ chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ. Kính thưa quý vị, từ lâu, nấm đông trùng hạ thảo đã được nhiều người biết đến là một trong những loại thảo dược quý hiếm, rất tốt cho sức khỏe. Nếu như trước đây, người tiêu dùng thường rất khó để tìm mua sản phẩm này, thì hiện nay, nấm đông trùng hạ thảo đã được nhiều đơn vị trong nước nhân giống và nuôi trồng thành công. Công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng nấm Hòa Long tại Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những doanh nghiệp đang cung cấp loại thảo dược quý hiếm này cho thị trường trong nước. Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm, quy trình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo phải rất tỉ mỉ, cẩn trọng từ khâu nghiên cứu cho đến nuôi trồng, chăm sóc và thu hoạch. Chỉ cần một công đoạn bị nhiễm khuẩn là thất bại. Sản phẩm tại đây khá đa dạng, từ đông trùng hạ thảo tươi cho đến các sản phẩm có dạng bột hay sấy khô với giá bán dao động từ 1 triệu 300.000 đồng đến 1 triệu 500.000 đồng một túi 10 gram tùy loại. Hiện đông trùng hạ thảo được sản xuất trong nước được đánh giá là có chất lượng tương đương với các sản phẩm nhập từ nước ngoài nhưng giá rẻ hơn. Tuy nhiên, quý khán giả cần lưu ý chọn mua sản phẩm của những thương hiệu uy tín, có chứng nhận của cơ quan chức năng, tránh mua sản phẩm được bán với giá cao nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng không đảm bảo. Thưa quý vị, tại Đại hội Thể thao Châu Á đang được diễn ra ở Indonesia, với thành tích đạt được, đội tuyển bóng đá nam của chúng ta đã viết thêm một chương mới cho lịch sử bóng đá Việt Nam. Và để cổ vũ đội tuyển, British Hunter đã tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng mẫu thiết kế The Red Pride phiên bản tự hào. Sau phiên bản The Red Snow hồi đầu năm, The Red Pride là phiên bản tự hào tiếp theo từ British Hunter. Phiên bản đặc biệt ghi lại dấu ấn đẹp của kỳ Á vận hội 2018, lấy cảm hứng từ các cầu thủ và dân tộc Việt Nam đoàn kết, cùng chung chí hướng cũng như nhịp đập con tim.
British cho biết phiên bản The Red Bride chỉ có 18 đôi duy nhất, với mỗi đôi là một thiết kế riêng, mang trên mình những lời cổ vũ, động viên, được chọn từ chính những bình luận, những bài viết của người hâm mộ nước nhà. Quý khán giả có thể sở hữu một trong 18 đôi giày phiên bản tự hào The Red Bride bằng cách tham gia minigame tại fanpage của British Hunter. Chương trình sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 3 tháng 9. Thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hoạt động công khai mua bán bùa ngải với tác dụng được quảng bá là rất linh nghiệm. Đây là một trong những hình thức kinh doanh bị pháp luật nghiêm cấm. Thế nhưng điều đáng lo ngại là có rất nhiều người đang tin vào sự linh nghiệm và tìm mua những loại bùa ngải này. Dạo một vòng quanh chợ bùa ngải trên mạng, thị trường này có các sản phẩm đến từ nhiều nước như là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia với công dụng cũng khá đa dạng, từ sức khỏe, kinh doanh cho đến tình duyên. Người mua sẽ được tư vấn qua điện thoại hoặc mạng xã hội và hàng sẽ được chuyển đến nhà qua đường bưu điện. Trong khi vẫn chưa có ai kiểm chứng được thực hư công dụng thì hiện tại có rất nhiều người mua các sản phẩm này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là hành vi lừa đảo, vụ lợi mà nguyên nhân sâu xa được bắt nguồn là sự tham lam của người bán và sự nhẹ dạ cả tin của người mua. Quan trọng là con muốn thế nào, nếu như mà con muốn lại càng nhanh hiệu sinh giá càng cao. Không chỉ gây ra những hệ lụy xấu trong cộng đồng như là tình trạng tiền mất tật mang, mà quý khán giả mua gì ở đâu cũng cần lưu ý. Việc kinh doanh các loại hàng hóa được giới thiệu là bùa chú như trên sẽ là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, những người kinh doanh có thể bị xử phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng. Kính thưa quý vị, trong những chương trình trước, mua gì ở đâu đã giới thiệu đến quý khán giả nữ rất nhiều bí quyết phối trang phục theo phong cách khác nhau. Và ngay sau đây, quý khán giả nam cũng sẽ có được một số mách nhỏ trong việc phối quần áo, giúp tự tin hơn khi tham gia các hoạt động hàng ngày. Xin chào các bạn, mình là Hiếu Nghĩa. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn tiếp tục hành trình khám phá thời trang dành cho các bạn nam. Hiếu Nghĩa sẽ bật mí cho các bạn những mẹo phối đồ vô cùng đơn giản. Tuy là đơn giản thôi, nhưng không kém phần thu hút. Hãy cùng theo chân Hiếu Nghĩa nào. Xin chào các bạn thấy Hiếu Nghĩa có gì khác không nào? Và mẹo đầu tiên mà Hiếu Nghĩa muốn bật mí cho các bạn đó là chúng ta sẽ phối áo khoác với lại áo trong của mình cùng một tông màu, nhưng mà áo khoác sẽ có màu tối hơn như vậy. Và đặc biệt là đôi giày, các bạn sẽ phối đôi giày cùng màu với màu của quần nhé. Cách phối đồ này trong các bạn nam của chúng ta sẽ vừa trẻ trung thoải mái nhưng cũng không kém phần lịch sự đâu nhé. Và bây giờ hãy cùng Hiếu Nghĩa đến với set đồ kế tiếp. Các bạn thân mến, ở set đồ thứ hai này, Hiếu Nghĩa sử dụng áo thun trơn màu phối với quần tây và giày thể thao. Và để cho phá cách hơn nữa trong việc phối đồ thì các bạn sẽ sử dụng áo khoác ngoài là áo cardigan nhé, thay vì là áo sơ mi như thường lệ. Điều này sẽ thể hiện sự sáng tạo trong việc phối đồ của chúng ta. Các bạn thân mến, với set đồ vừa rồi, nếu như các bạn không thích cardigan thì chúng ta có thể sử dụng áo khoác ngoài là một chiếc blazer như là Hiếu Nghĩa đang khoác. Và các bạn chú ý nhé, khi đã sử dụng blazer thì đôi giày của chúng ta cũng sẽ thay đổi từ giày thể thao sang giày tây. Và với cách phối đồ như vậy, trong các bạn nam sẽ vô cùng lịch lãm và phong cách khi chúng ta tham dự những buổi tiệc hay là những sự kiện. It's going down. I'm yelling timber. Remember, I'll be the one you won't forget. Ooh.
Các bạn thân mến, và với những set đồ vừa rồi, Phi Nghĩ hy vọng rằng các bạn nam của chúng ta sẽ vô cùng tự tin và nam tính trong phong cách phối đồ của mình. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Những mách nhỏ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai cũng trên kênh HTV7.